Yếu tố thứ ba tập trung 100% trong 3 tháng đầu gia nhập. Được chưa? Nhớ này, 3 tháng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nó quyết định bạn nghỉ việc, bạn bị đuổi việc, bạn bỏ nghề, bạn chán với nghề. Hay là bạn có đủ niềm tin để đi đến những cái vị trí cao hơn. Rồi, thì đầu tiên là đến sớm nhất và về muộn nhất. Đấy là cái đầu tiên. Nha. Thứ hai là bạn không có ngày ngọc đâu. Không có thời gian cho việc nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, gia đình, bạn bè đâu. Thì kể bạn một câu chuyện là như này ngày xưa mình chơi với rất nhiều anh em bạn bè từ ngày mình đi làm VT lúc đó thì mình cũng chia sẻ với các bạn là mình sinh con gái ra con gái mình sinh xong thì mình bắt đầu đi làm VT lúc đó mình đã kinh doanh phòng tập rồi nên lúc bản chất là lúc đấy mình tăng nợ nhiều tiền mình vay vốn mình phải làm ăn để mình kiếm tiền mà lúc đó là trong đầu mình lúc đấy cực kỳ áp lực về tài chính vì gia đình mình rất là khó khăn không có điều kiện tài chính tốt phải lo từng đồng từng đồng còn chẳng có nhà để mà ở cơ mà đó thế nên lúc đấy trong đầu mình luôn nghĩ là mình phải thành công mình phải kiếm được tiền thành ra là bạn rủ mình đi nhậu mình từ chối các bạn có tin là mấy đứa chơi rất thân với nhau Nhiều khi nó mời mình về cưới Mà cái ngày hôm đấy mình hẹn khách ấy, Mình nhất quyết là mình không về Tại vì mình, nếu mình đi về là mình mất cơ hội bán hàng Mình không về Và có cái đợt mà các bạn biết là mình Mình cần kiếm đến cả 90 triệu 100 triệu một tháng thôi mà Mình kiếm đến mức độ như vậy Thì nghỉ một ngày thôi mình mất 3 triệu rồi Thì tội gì mình nghỉ Mình không nghỉ đâu Mình cố gắng mình ở lại mình làm Dù ngày đấy là ngày gì thì chẳng nữa mình cũng không không nghỉ Mình đang ngồi nhậu với bạn bè mà mình vừa uống được một cốc bia xong xin lỗi các bạn vừa uống một cốc bia vừa gấp được một miếng thịt sao bụng rất đói tự dưng anh khách của mình bốc máy lên gọi điện trường em mày có ở phòng tập không Bảo, hôm nay là ngày nghỉ của em em không có nhưng mà em đang ở gần phòng tập có việc gì không anh thế thì mày 15 phút nữa mày có mặt ở phòng tập đi tao có việc anh ấy nói mỗi một, một câu như vậy nói thật các bạn mình phải bỏ luôn mình đi về và nhiều hôm mình mấy vợ mình đang đi chơi đi nói chuyện đi shopping đi ăn uống mà mình cũng phải bỏ để mình tiếp khách hàng vì mình phải sao đặt công việc lên ưu tiên số 1 nói thật với các bạn chứ đến thời điểm bây giờ có vợ có con rồi nhưng với mình thì mình vẫn đặt cái công việc nó lên hàng đầu bởi vì sao? Tại vì mình chưa thoát khỏi cái cảnh mà nó thiếu khó khăn, mình vẫn phải kiếm tiền, mình có tham vọng rất là lớn vì mình tin rằng, ờ ừ, mình phải mua được nhà liền kề, mình phải mua được xe hơi, mình phải có một khoản tích lũy thật lâu để cho con mình đi học một cách đàng hoàng, để cho vợ mình tiêu tiền mà không phải nghĩ ví dụ như vậy đúng không? thì mình có một cái tham vọng nó lớn thực ra nếu mà với điều kiện hiện tại của mình thì mình chẳng thiếu gì cả các bạn ạ như vậy là mình cả gia đình mình sống hạnh phúc vui vẻ rồi nhưng cái tham vọng của mình nó rất là lớn thành ra mình vẫn đặt cái mục tiêu công việc nên là ngay cả cái thời điểm mình đang dạy các bạn đây nói thật với các bạn luôn là mình đang dạy các bạn đây là sáng ngày mai mình phải đi nhập viện để mình 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 mổ mình bị đứt cái gân bám cơ trên gai hôm nay các bạn nhớ là ngày 20 tháng 4 năm 2023 là mình bị đứt cái, 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 cái gân cơ trên gai này cũng phải, phải mấy năm rồi nhưng mà mình sợ mình không dám đi mổ vì mình sợ là đi mổ xong mình lại phải bó bột mình phải phục hồi chức năng rồi đủ thứ thành ra mình không đi làm việc được mình sợ quá vừa rồi mình đi khám sức khỏe tất cả mọi thứ xong thì rồi mình mới quyết định là thôi bây giờ mình có tuổi rồi ba tư tuổi rồi mình cũng phải giữ cho sức khỏe nó tốt nếu không thì nó không ổn nên là lúc đấy mình quyết định mình đi khám và các bạn biết không cả ngày hôm nay mình ở viện mình làm thủ tục nhập viện lăng hoa long hoàng mất cả ngày và bây giờ mình còn không được ăn thôi mình chỉ được uống sữa thôi để sáng mai còn cần phẫu thuật Thành ra nếu mà mình vẫn ngồi đây mình cố mình hoàn thành xong cái chương trình này, mình vẫn phải quay bằng hết cái chương trình đào tạo online này. Vì theo đúng cái deadline là mình nâng cấp cái chương trình này cho các bạn. Vì đây là cái chương trình rất là mới, nó rất là thú vị. Thành ra mình kể câu chuyện nó rất là thật cho các bạn luôn để bạn hiểu rằng là một khi mình đặt cái sự nghiệp lên hàng đầu mình phải tạm thời hy sinh gác lại những cái 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 khác nó ở phía dưới chúng ta không thể cân bằng được tất cả mọi thứ đâu và hãy để người thân gia đình của mình cố gắng hiểu rằng là là mình mình cần phải hy sinh mình cần phải hy sinh để đánh đổi để mình lấy lại cái tương lai cho mình nó yên thân hơn. Vì mình đặt mục tiêu là 40 tuổi mình nghỉ hưu mà, thành ra đến bây giờ mình phải cay đi chứ. Sau này 40 tuổi mình có tài chính mạnh rồi mình có tích lũy bất động sản rồi thì lúc đó mình yên tâm mình nghỉ hưu mình dành thời gian cho gia đình nó không có muộn. Tất nhiên là mình mình không bỏ bỏ gia đình các bạn nhé, mình không bỏ tất cả mọi thứ nhé. Mình rảnh là mình vẫn dành thời gian chơi với con rồi mình uh, chăm sóc gia đình của mình chứ chứ không phải là mình bỏ đi huyền viện là không có các bạn nhé. Không có như vậy nó ý mình nói đây là mình ưu tiên nó mình ưu tiên nó nhiều hơn nên là đừng bao giờ nghĩ là mình phải cân bằng mình có thời gian đi nhậu mình có thời gian đi chơi mình có thời gian đi sinh nhật không có được bạn mà các bạn trẻ ngày nay buồn cười lắm anh ơi sinh nhật bạn em cho em xin nghỉ hỏi bạn gì là bạn của người yêu bạn em mà nó cũng nghỉ để đi sinh nhật tôi cũng chẳng hiểu nó đi làm vì cái điều gì nữa đúng không là anh ơi em thăm hàng xóm nhà em bạn hàng xóm em bị ốm nó cũng nghỉ các bạn dỗ ông dỗ cụ dỗ gì đấy cũng nghỉ tôi chả hiểu nghĩ cái gì tôi nói thật với các bạn tôi không đến đám cưới luôn anh em họ hàng trong gia đình nói câu hơi 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 hơi, hơi tệ một tí đúng nhưng mà tôi không đến tại vì tôi nói thật các bạn tôi không thể bỏ công việc của mình để đến được thành ra tôi đều xin phép mọi người là để dịp khác tôi, tôi gặp gỡ mọi người tôi xin lỗi sau đó chứ còn cái buổi đó nó đúng cái lịch quan trọng là tôi không có bỏ nên tôi hy sinh đến mức độ như vậy nhưng ngược lại đến thời điểm này tôi có sự nghiệp đúng không? nên thành ra các bạn làm nghề này các bạn muốn có thành quả các bạn phải tính bằng 5 năm tính bằng 10 năm ít nhất các bạn phải 5 năm còn không thì bạn phải tính một thập niên bạn mới có kết quả bạn tưởng tượng bạn làm PT mà sau 5 năm 10 năm bạn kiếm tiền được 5 7 tỷ bạn mua nhà bạn mua xe bạn lo được cho gia đình của mình ấy. bạn có công ty riêng ấy, là một cái hành trình cực kỳ vất vả nên bắt buộc bạn phải dịch thành ra là tôi dạy các bạn trong cái khóa học này để trang bị cho bạn một cái tư duy nó nó điên hơn một tí nó tham vọng một tí chứ đừng có gói gọn là em đi làm việc em kiếm tiền để mưu sinh ừ, như vậy nó hèn lắm nói thật gọi như vậy nó hèn lắm đừng có nghĩ đấy mình phải nghĩ lớn đấy. mình là tuổi trẻ mà mình được tiếp cận với công nghệ mà mình là những cái 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 lứa tuổi mà sau này bạn sẽ thống trị thế giới các bạn thì bạn phải nghĩ nghĩ xa hơn nghĩ mạnh mẽ hơn đấy. điên cho một tí đó rồi cái yếu tố cuối cùng mà tôi chia sẻ với các bạn là hãy đặt mục tiêu một ngày nào đó nhé một ngày bạn sẽ nói chuyện với bao nhiêu khách hàng bạn sẽ tiếp cận bao nhiêu người bạn nói chuyện bao nhiêu người bạn gặp bao nhiêu người bạn có bao nhiêu cuộc hẹn bạn thực hiện được bao nhiêu buổi fit và bạn bán được bao nhiêu tiền mình đừng đặt mục tiêu theo tháng nữa mình hãy đặt mục tiêu theo ngày đi ạ và chỉ khi bạn đặt mục tiêu trong ngày nếu hôm nay bạn làm được một khách hàng thì ngày mai bạn làm hai khách hàng thì làm ba khách hàng và đặt những cái mục tiêu nó nhỏ thôi từ từ thôi và tăng dần theo ngày đi thì, thì tôi nói với các bạn này lúc đó bạn đi làm việc với một cái tâm thế rất điên cuồng nha rất điên cuồng và những cái người điên như vậy người ta có thành tích rất tốt còn những cái người nhàng 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 này làm việc mà chẳng có động lực làm việc rồi thích thì làm thích thì thôi thì xin lỗi các bạn những người đó thường xuyên nghỉ việc và những người đó họ sẽ là những người làm thuê cho chúng ta Nhớ nhé, những người đó họ sẽ là những người làm thuê cho chúng ta, được chưa?